Xin chào tất cả mọi người. Mình là Cương Bích, thì mình cũng là một cái học viên trong cái chương trình mà marketing du kích của thầy giao. Thì trước đây thì mình có làm về chatbot, mình làm được khoảng 3 năm. Hiện tại thì mình cũng là admin của cộng đồng chatbot marketing. Cái cộng đồng này thì mình xây dựng từ năm 2016. À, 2017, 3 năm. Bây giờ thì cũng khá là hoạt động sôi nổi về chatbot. Thì sau khi mà học cái chương trình về du kích không đồng ấy, thì mình có nghĩ tại sao mình không làm chatbot không đồng. Bởi vì ví dụ với cái hệ thống mà fanpage hàng trăm, hàng ngàn cái kia đúng không? Mà bây giờ chúng ta có một cái chatbot chẳng hạn, mỗi cái đó đều chúng ta có cái hệ thống chatbot chẳng hạn, thì nó rất là tuyệt vời đúng không? Và cái này thì mình cũng đi theo cái xu hướng của thầy giao luôn, là chúng ta sẽ sử dụng những cái con bot không đồng. Đây chúng ta sẽ sử dụng con Smart.bot. Nếu mà mọi người muốn mua trả phí thì liên hệ mình, thì mình có hỗ trợ cái chi phí thấp hơn, nhưng mà mình nghĩ là mình làm du kích thì không cần thiết đâu. Bản thân mình cũng đang dùng cái gói miễn phí 10.000 sub, mình dùng dùng chán chê, còn bây giờ nó còn chưa hết. Từ một số trường hợp có một số tính năng đặc biệt thì chúng ta mới cần sử dụng cái gói cao thôi. Còn ở đây chúng ta sẽ thấy này, không giới hạn trang này, 10.000 sub, 10.000 sub là 10.000 khách hàng á, và nhắn thì được 5.000 thôi. Nhưng mà thực sự thì bây giờ mà 10 trang 5.000, 100 trang 5.000 thì câu chuyện du kích nó lại khác đúng không mọi người? Nên hôm nay là mình làm cái video này để chia sẻ cho mọi người về cái chatbot du kích không đồng cho cái anh chị em trong lớp du kích. Ok, thì đầu tiên thì chúng ta sẽ hiểu chatbot là cái gì đã đúng không? Thì chatbot là một cái phần mềm để mà máy tính nó tự động tương tác với khách hàng tự động 247. Mọi người khi nào mọi người vào một fanpage hiện tại thì hầu hết là sẽ thấy là tự động nó trả lời đúng không, tự động giới thiệu sản phẩm, hoặc là chúng ta sẽ thấy là sau khi mua hàng đúng không, thì ví dụ nó sẽ có kịch bản níu kéo á, thì nó toàn là chatbot hết á. Ví dụ chị ơi là chị ơi mình có muốn hỏi thăm gì nữa không, hay là gần 24 giờ rồi thì bắt đầu chatbot nó sẽ hỏi là mình có muốn 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 mua không, bây giờ cuối giờ rồi bọn em miễn phí ship cho chị gì gì đấy, thì nó gọi là kịch bản níu kéo. Thì về chúng ta sử dụng trong cái chương trình du kích á, thì đó là chatbot Messenger. Thì nó là chatbot mà nó chạy hoạt động trên nền tảng Messenger của Facebook. Đó, thì nó cũng hoạt động 247 và nó rất là tiện trong cái việc chăm sóc khách hàng. Mà trong cái buổi video hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ mọi người là vậy thì con chatbot nó có thể làm được cái gì cho cái marketing du kích của mình. Cái thứ nhất á, nó sẽ auto trả lời comment này. Ví dụ khi mà có khách hỏi trên bài post chẳng hạn. Đó, thì nó sẽ tự động trả lời. Tự động xong thì tự động inbox luôn. À, hoặc ví dụ tự động, ví dụ như chúng ta học là trên lớp là tự động inbox Zalo chẳng hạn. Đó, nó rất là tiện. Còn chatbot nó cũng tự động trả lời theo từ khóa. Mình ví dụ như thế này chẳng hạn. Mình vào một con bot đi, nên mình hơi dùng nhiều nick. Mình đây, ví dụ mình gọi là xin chào, nào đấy, nó ghi xin chào bạn này đó, thì cái này gọi tự động theo từ khóa đúng không? Ví dụ chẳng hạn bây giờ mình cài thêm từ khóa cho nó đi, tức là mình dạy cho nó thêm shop ở đâu chẳng hạn. Ví dụ mình trả lời là tech. Cái này thì tí mình hướng dẫn mọi người. Shop ở đâu? Ok. À, ở đây ví dụ. Shop ở đâu? Đó, thì nó sẽ có này, nội dung có này. Hoặc nội dung chứa này. Đó, chứa này. Đó. Ví dụ mình hỏi nhé. Shop ở đâu thế? Được chưa? Đó, thì nó sẽ trả lời như vậy á. Thì tất nhiên là mình có thể lồng ghép cái địa chỉ map rồi
này nọ vào đây được, nó nhiều cái lắm, thì tí mình sẽ hướng dẫn cho mọi người sau. Trả lời inbox theo từ khóa luôn, chào hàng theo kịch bản. Tức là ví dụ chẳng hạn chúng ta ví dụ với hệ thống fanpage Yukich, thường thường chúng ta sẽ bán một mặt hàng chẳng hạn, thì ở đây nó sẽ tự động nó chào hàng luôn. Nó khá là tiện cho cái việc mà nó giới thiệu sản phẩm á. Ví dụ vậy đây, ví dụ chẳng hạn đi, đây là một cái kịch bản đơn giản đúng không, vào phát xong chào xong, bây giờ mình muốn thêm một tấm ảnh nữa đúng không, mình muốn thêm một tấm ảnh nữa này, đâu đây, thêm tấm ảnh này đi đó, kiểu vậy. Thì đây cũng là một cái dạng giới thiệu sản phẩm đó. Ví dụ như mình thì mình muốn kết nối qua Zalo, mình làm về về gọi là về du kích đúng không? Mình làm sao mình kết nối khách hàng nhanh nhất. Ví dụ vậy. Ví dụ khi khách hàng vào hỏi một phát, đó, bắt đầu vào. Đó, xin chào Bảo Châu này, cảm ơn chị liên hệ này. Chẳng phim cách hiện giá rẻ, Bảo Châu kết nối với Bích qua Zalo hỗ trợ nhanh hơn. Chẳng hạn ấn chat Zalo nó nhảy đấy. Đó, nhưng mà nếu mà trên điện thoại nó sẽ nhảy qua Zalo luôn. Đó. Đó. Cái ảnh cái hình này nó hơi lớn nên nó lót không có ra. Đó. Đúng không? Rồi, nhắn tin tất cả khách hàng là từng inbox này. Thì chúng ta hiểu là như này, trong cái cơ chế con bot á, thứ nhất chúng ta có thể quét tất cả khách hàng đã từng nhắn tin trang. Thứ hai là từ khi mà mọi người cài cái hệ thống fanpage này vào này, thì chúng ta có thể phân loại khách hàng và gửi theo đúng đối tượng khách hàng thôi. Ví dụ mình ví dụ một con bot của mình cho mọi người nhé, để cho mọi người dễ hình dung nhé. Dụ bây giờ mình có cái chương trình là bán hàng online cho người mới đi. Đây, ví dụ mọi người thấy này. Đấy, thì mình sẽ gắn gắn cái thẻ này. Đấy, mình gắn cái thẻ là bán hàng online Facebook 1212 này, đăng ký này. Đó, sau này nó sẽ có nút gửi thông tin này. Đó, mình có thể gửi, tất nhiên nó sẽ có chính sách của nó nhé. Thì cái này chúng ta sẽ học thêm về chính sách chứ. Không phải là khi nào chúng ta gửi cái gì cũng được. Ví dụ chúng ta gửi xác nhận sự kiện này, làm đào tạo hay gì đó. Không phải khi nào đấy, là chúng ta lọc ra. Lọc ra là bán hàng online. Đó, giá trị và đăng ký đó có 84 người đó, rất là tiện mà gửi chính xác khách hàng luôn đó, ok rồi mình quay lại. Vậy thì bây giờ làm sao mình triển khai cho một cái hệ thống được, thì bước thứ nhất á, là mọi người sẽ xây dựng một con chatbot trần. Ví dụ chẳng hạn với con bot á, thì nó có sẽ có khả năng nhân bản. Ví dụ bây giờ mình ví dụ đi. Ví dụ con bot này là con bot chuẩn đi. Đó, đây. Ví dụ đây là tư vấn. Ví dụ đây là đặt hàng chẳng hạn, ví dụ vậy. Đó, thì mình sẽ thêm block là đặt hàng. Tức là mình vẽ kịch bản ra trước nhé. Đó, chúng ta sẽ thấy nó có một cái tia đặt hàng này. Nó như sơ đồ hình cây á. Đó. Xin chào, chúng ta gõ dấu vạch nhỏ này nhé. Đó, xin chào full name này, em là Lan, nhân viên tư vấn này. Đó, được chưa? Mình cho em số điện thoại để em gọi. Ví dụ vậy. Đó. Hoặc bây giờ họ muốn đến shop chẳng hạn, đây ví dụ tới shop chẳng hạn. Cái này thì mấy cái về chat X Max chatbot này thì trên YouTube nó nhiều nhé. Đây thì mình sẽ tập trung về nói về cái cách ứng dụng Yukich cho cái hệ thống của mình thôi, hệ thống của ấy, ví dụ như là địa chỉ shop chẳng hạn. No. Đó, ok. Đây, vậy là địa chỉ shop chẳng hạn. Đây, mình sẽ tải cái ảnh của shop lên. Đây, tải cái ảnh cái thằng Bon. Rồi. Địa chỉ shop
Job là đây 123 gồm cậu, ví dụ vậy mình sẽ lấy một địa chỉ Google Maps chẳng hạn, ví dụ 123 670 Sư Vạn Hạnh đây, ví dụ vậy đúng không? Đó, ok, đây ví dụ vậy. Thì cái chỗ nào mọi người không hiểu thì mọi người có thể chat nhé, chat ở trên cái group của Yukich á, hoặc là mọi người có thể vào cộng đồng chatbot nếu mà mọi người cần hỏi về chatbot đấy, cộng đồng chatbot này, cộng đồng chatbot marketing. Nói chung là ai cần hỗ trợ gì về chatbot thì cứ inbox mình làm khá là nhiều về chatbot, làm đến mức chán không muốn làm nữa. Bây giờ thì mình chuyển sang triển khai xây dựng hệ thống marketing đa kênh hơn, chỉ đường chẳng hạn. Đó, mình ở đây là mình gọi ra URL, new tab. Đó, ví dụ vậy. Được chưa? Đấy, mình sẽ chạy lại thôi nhé. Tại cái chức năng rep này hôm nay không biết, mình không biết là nó lỗi hoặc là cái bản miễn phí nó tắt mà nó không có chạy cái rep, không chạy cái rep nên là mình phải xóa để mình test lại cho mọi người. Này này, mình cái này mình liên hệ lại Admax thử. Ở đây mình đang đóng vai là một người vào trang nhé mọi người. Đây, bắt đầu này. À, xin chào Bảo Châu. Cảm ơn fanpage cho cái nghệ đây. Ví dụ mình có thể làm là các loại phim rồi địa chỉ gì đó rồi gì gì đấy. Tùy. Tức là mình sẽ xây dựng một con bot chuẩn. Đây, ví dụ như là đặt hàng này. Đấy, thì đây là một kịch bản bán hàng chẳng hạn. Tới shop này. Cái nào mà có hình ảnh thì nó chạy hơi lâu, không biết là do server hay là do coi. À đây, nó chạy một lúc mới ra đây này. Đấy, chỉ đường này là chạy ra Google Maps đó, không thì thế này gọi là một con bot chuẩn. Được chưa? Một con bot chuẩn nhé. Đấy, thì các con bot chuẩn này thì mình có thể là trỏ về Zalo này hoặc trỏ về fanpage chính tương tự. Đấy, mình trỏ về tất cả về một cái thôi. Đó, đây mình trỏ về tất trỏ về đây này. Đó, ví dụ như thế này là cái kịch bản đơn giản thôi, địa chỉ shop này, đặt hàng này, chat Zalo này. Đấy. Đặt hàng thì mình có thể cho về fanpage chính cũng được. Đấy, tùy mình. Ví dụ mình cho về là web sai này, mình đẩy về website mình cho URL này https 2.2 chéo bit.com, ví dụ vậy. Đây là hiện lên new tab mới này đó. Đó, vậy thôi, bây giờ mình thử ấn nhé. Này, đặt hàng này đó, lên đến website này. Đấy, ấn phát là ra web này, rất là tiện đó. Tức là bước đầu tiên là mọi người sẽ làm một con bot chuẩn. Được chưa? Làm một con bot chuẩn. Đó, một con bot chuẩn nhá. Được không? Tức là một con bot chuẩn chuẩn chỉ. Thì làm một con bot nó rất là dễ, cực kỳ dễ luôn. Ví dụ thì cái này thì mọi người sẽ, bởi vì nó hơi dài nên mọi người tìm trên YouTube nhé. Ví dụ là tạo chatbot Admax chẳng hạn, hoặc là cái con nào cũng được, nhiều con lắm đấy, rất là nhiều đơn vị, nhưng mà con nào miễn phí thì mình dùng thôi. Đây này, đấy có bài đây này đó. Thế là mình ở đây mình đang muốn chia sẻ mọi người nhiều hơn về cái tư duy, cái sử dụng trong cái Yukich không đồng đó. Sau đó thì chúng ta sẽ đi nhân bản con bot. Ví dụ chúng ta sẽ thấy
Ở đây mình ví dụ sau khi mình làm con bot này xong rồi, à xin lỗi, mình hướng dẫn nốt cho mọi người cái này nữa. À, chúng ta sẽ có một tính năng nữa là auto comment, thì chúng ta sẽ vào đây, vào công cụ này, chúng ta bật này bot comment này, à, chúng ta bật lên đúng không, chúng ta thêm kịch bản đó, ví dụ như là trả lời ôn khách hàng, mình làm pay du kích thì trả lời ôn khách hàng thôi, ôn post luôn đó. Action này, ẩn comment không này, chống cướp khách này, like không này, trả lời gì này, đấy trả lời comment này, thêm này, đây nó mọi người két thế này là nó sẽ gọi tên nhé, đây đây chào này, chào ấy đó đấy, mình check inbox nhé, hoặc là liên hệ Zalo chẳng hạn 938, à quên hôm bữa thầy dạy này, MHTTPS HTTPS hôm nay chéo Zalo chấm mi 938 2019, mình ví dụ vậy. Mình thích thì mọi người có thể cho nó inbox nhé, tùy mình nhé, mình ví dụ cho mọi người nhé. Ví dụ vậy, mình kích hoạt này, mình lưu lại này. Rồi bây giờ mình sẽ thử nghiệm nhé, mình có cái bài này đúng không, mình sẽ dùng cái nick, nick phụ đi. Vô hiệu hóa rồi, vậy là Facebook khóa rồi. Nick mình sẽ thử nick của vợ đi. Văng hết rồi, rồi được, mình sẽ thử bằng cái nick này lên được. Bình luận đi, ví dụ sản phẩm này bao tiền đó. Ví dụ mình đóng vai mình là một khách hàng nhé, đó thì mọi người thấy không, phim cách nhiệt giá rẻ này, thích bình luận của bạn này, mà từ từ trả lời thì chưa trả lời. Mình chờ một chút vì nó không thể nhanh quá được. Về cái bot thì mọi người tìm theo từ khóa mình hướng dẫn nhé. Thích này. Chờ một chút. Nó thấy hai bình luận rồi không? Dạo này mạng nó hơi không được tốt cho lắm. Đây. Phim cách nhiệt này, Hy Bảo Châu mình check inbox nhé. Nè, liên hệ Zalo này. Đó. Khỏe khỏe không? Được chưa? Thì đó là cái cách mà mình muốn mọi người ứng dụng cái chatbot vào. Được chưa? Mình lưu lại này. Thì có hai cái cơ bản, thứ nhất là hệ thống auto inbox và comment này, thứ hai là cái kịch bản đúng không, để làm gì, để mình nhân loạn ra hàng loạt fanpage để sau này khi nào mình cần mình gửi tin nhắn lại được đó, cơ bản là những cái đó. Còn mấy cái này thì nó hơi ấy một chút, thì mọi người có thể là tìm hiểu tìm video YouTube thêm nhé. Rồi thì mình sẽ nói này các bạn, sau khi mà có con chính thì làm sao mình sẽ nhân bản được đúng không. Thì mọi người thằng này rất là dễ, con bot cực kỳ dễ. Ví dụ đây là con bot 1 đi, đúng bot 5 này. Bây giờ mình này, clone này, nhân bản này. Đó, clone hết luôn này, ví dụ clone sạch. Đó. Clone. Đúng không? Rồi. Sau đó
Con này là con bốt 6 đúng không? Bốt biết nêm này. Đó, chúng ta sẽ có một con bốt như thế này này. Trắng tinh. Đó, mà y chang như vậy ạ. Đó, sau chúng ta sẽ connect này. Đấy, chúng ta sẽ connect cái page số 2 đúng không? Phim cách nhiệt đúng không? Đó. Rồi, chúng ta sẽ thử nghiệm nhá. Đây là con bốt mới này. Thì mọi người lưu ý, có một cái lưu ý này mọi người làm này, là khi mà mình tạo fanpage ra thì mình đừng nên mình kết nối chatbot liền nhé. Mình có thể để tầm khoảng một ngày, hoặc là mình làm cái thao tác gì đó, mình đăng bài đầy đủ đi rồi mình làm. Nhiều khi mình thấy có cái trường hợp là mình tạo ra mà mình thêm một con bot liền á, thì nó dễ bị cái chuyện là nó khóa chức năng Messenger của trang á, nếu một cái trang mới á. Đó. Đúng rồi, chốt để mình kiểm tra lại con này nhé. Do cái mình sẽ xóa cái thằng này, mình làm lại đi. Do cái file nó có thể là mới quá. Nhớ thấy không? Này, phim cách nhiệt giá rẻ này nó sẽ chào đúng tên luôn này. À, kết nối với nhân fanpage phim cách nhiệt, văn phòng tận nơi giá rẻ này. Đó, bởi vì tại sao nó làm được như vậy? Bởi vì mọi người thấy chỗ này không? Nó chào theo fanpage name này. Những cái xanh xanh này nó nhảy này, nó chào theo giới tính luôn này. Đó, thì như vậy là chúng ta có thể nhân bản ra hàng trăm con bot và chúng ta sẽ chơi theo kiểu du kích. Ở đây thì nó sẽ có một cái tính năng khá là thú vị nhưng hơi phức tạp một chút, đó là gửi thông báo khi có khách hàng mới. Thì ở đây ví dụ chẳng hạn khi có khách hàng muốn đặt hàng đây chẳng hạn nhé, mình ví dụ vậy, khách hàng muốn đặt hàng này được không, thì mình sẽ có một cái tính năng á là thông báo. Thì chúng ta sẽ thấy cái chỗ này nó có một cái tính năng là để mình coi như là send block, đúng rồi. Ví dụ mình sẽ tạo cái block là thông báo đơn nhé, nó hơi phức tạp một chút nhưng mà nó sau này mọi người dùng khá nhiều. Và mình sẽ gửi đến admin, hoặc là ví dụ chẳng hạn mình muốn tất cả nó gửi về một người á, thì chúng ta sẽ gửi về theo mét ID này này, còn không thì cứ admin ví dụ, bởi vì tất cả đây nó cùng chung một admin thôi, được chưa? Đó. Rồi thì mình sẽ ví dụ nhé. Ví dụ này. Mọi người thấy cái thông báo đơn này không? Đấy, thì mình sẽ thông báo là mình chọn nội dung. Ê mày, có người hỏi ở ở đúng không? Fanpage name này, đấy. Mua hàng kìa. Đó. Và mình nói là người đó tên là đó, thì này full name này đó. Nhưng mà mình nhớ là cái chỗ này nhé, mình nhớ là ở đây có cái khóa này đó, mình đặt hai cái khóa vào đây đó. Mình đặt cái khóa vào đây để nó chuyển cái tên người khác, nếu không full name là thành full name của mình nhé. Rồi mình ví dụ nhé, mình ví dụ chẳng hạn bây giờ mình sẽ copy cái này đi, được chưa? Mình về cái nick chính mình, được chưa? Mình bắt đầu này, bắt đầu chat á. Rồi, mình vào đặt hàng này, ví dụ vậy nhé. Này, xin chào, cô em là Lan, nhân viên mình để lại số điện thoại em gọi ạ. Đúng không? Và mình sẽ kiểm tra lại bên này này. Chờ một chút, nó hơi đơ. Một là đơ, hoặc là mình có thể mình đã cài sai chỗ nào rồi.
Mình coi lại xem nào. Thông báo đơn rồi, ok. Đặt hàng à, đây mình chưa chọn Bảo Châu, mình phải chọn người nhé, rồi mình thử lại nhé. Thảo nào mình ấn đặt hàng này. Chưa, mình coi bên này này. Ê mày, có người hỏi ở phim Cách Nhiệt Văn Phòng Tận Nơi Giá Rẻ kìa, người đó tên là Hồ Ngọc Cương. Đó, thì cái tính năng này nó rất là thích hợp cho du kích, tức là nó tất cả thông báo nó đẩy về cùng một cái hệ thống. Rồi, ok. Thì đó là cái chia sẻ của mình về cái chatbot du kích không đồng, không đốn đồng nào cả. Mình thích rất là thích cái tư tưởng của thầy Giao. Cho dù mình ít nhưng mà vẫn tốn tiền, mà có những cái công cụ miễn phí, những cái cách làm miễn phí, mất gì mình không làm đúng không? Ok, thì chúc mọi người sử dụng cái chatbot thành công nhé.